Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ môi trường trong bảo dưỡng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Bệnh đau mắt đỏ tiếp tục bùng phát mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 9 tháng 10, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức diễn tập khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Theo tình huống giả định, vào buổi sáng tại khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân xuất hiện 8 đối tượng khủng bố có hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng vũ khí tấn công làm bị thương cán bộ an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, bắt giữ 10 hành khách làm con tin đòi tiền chuộc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, theo đúng cơ chế thông tin báo cáo, Cảng Hàng không Thọ Xuân kích hoạt ban chỉ đạo khẩn nguy, báo động đến các cơ quan đơn vị gồm Lực lượng Kiểm soát An ninh Hàng không, Công an Thị trấn Sao Vàng, Trung đoàn Không quân 923, Cơ quan Y tế Cứu hỏa, thực hiện cấp cứu người bị nạn, bao vây phong tỏa khu vực hiện trường, chốt chặn, bảo vệ các khu vực trọng yếu, kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào, hướng dẫn hành khách, cán bộ nhân viên di chuyển đến nơi an toàn. Với sự hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ nhịp nhàng, các lực lượng đã kịp thời khống chế ngăn chặn hành vi can thiệp bất hợp pháp tại Cảng Hàng không Thọ Xuân. Cũng trong sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Định tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và ra mắt các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Yên Định là một trong những địa phương đi đầu trong tỉnh về thực hiện chuyển đổi số. Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ hoạt động chuyển đổi số trên 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022, huyện có 4 xã thị trấn được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hoàn thành chuyển đổi số cấp xã. Đồng thời, Yên Định cũng xếp hạng thứ 5 toàn tỉnh về chuyển đổi số cấp huyện. Một số mô hình chuyển đổi số đã được triển khai thí điểm thành công trên địa bàn như mô hình 3.0, thôn thông minh và mô hình số hóa dữ liệu các di tích. Với chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Định được tổ chức với nhiều hoạt động gồm tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến trên các kênh thông tin của huyện, của xã, tổ chức tháng 10 tháng tiêu dùng số, triển khai mô hình số hóa khu du lịch bằng công nghệ thực tế ảo, ứng dụng nền tảng quản lý thư viện số cho các trường học trên địa bàn huyện. Các hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, doanh nghiệp, người dân về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Qua đó, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện, đồng thời thúc đẩy kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Chiều nay mùng 9 tháng 10, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức mới về chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và tuyên dương các công trình sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do đoàn viên thanh niên thực hiện. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên trực thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được các chuyên gia cập nhật những kiến thức mới về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Qua lớp tập huấn giúp cho đoàn viên thanh niên có những kiến thức cơ bản cần thiết trong cuộc cách mạng 4.0, từ đó khơi dậy niềm đam mê, sự sáng tạo trong học tập, nghiên cứu công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phục vụ công việc, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năng động, sáng tạo, kết nối hội nhập. Cũng tại chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã tuyên dương khen thưởng cho đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 20 công trình sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tiêu biểu do đoàn viên thanh niên trực thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện. Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen cho 7 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2023. Đây là những hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác đoàn năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian bảo dưỡng, lượng phát thải của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tăng khoảng 30% so với bình thường. Trong đó, có số lượng lớn chất thải nguy hại gồm dầu thải, các chất xúc tác bị thay thế, bao bì nhựa thải. Việc kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong những yêu cầu nghiêm ngặt trong suốt quá trình bảo dưỡng nhà máy. Toàn bộ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã bố trí cố định 18 container tạm chứa chất thải nguy hại ở mỗi khu vực làm việc, đồng thời chủ động phân bổ thêm tại các vị trí phát sinh lượng rác thải đột biến. Để đảm bảo không xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình xử lý, việc phân loại rác thải nguy hại tiếp tục được kiểm tra, rà soát,
khi về đến đơn vị xử lý. Lượng khí thải phát sinh trong quá trình đốt chất thải rắn cũng được xử lý ở nhiệt độ cao và lọc qua than hoạt tính, sút nhằm khử chất độc nguy hại trước khi thải ra môi trường. Toàn bộ quá trình này được kiểm soát bằng hệ thống quan trắc tự động kết nối với hệ thống của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo được giám sát 24/24. Công ty chúng tôi cũng đã kết hợp với các cái bộ phận chức năng của nhà máy lọc dầu, đặc biệt là đối với phòng quản lý môi trường của nhà máy lọc dầu, để lên một cái kế hoạch rất là chi tiết, bao gồm tất cả những vấn đề về nhân lực, thiết bị và phương pháp, phương án xử lý. Tất cả những cái chất thải đã được xử lý thì đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn đối với môi trường. Đến nay, sau hơn 40 ngày bảo dưỡng, mọi công tác xử lý chất thải, rác thải của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang tuân thủ đúng quy trình, đáp ứng quy định của pháp luật và được giám sát nghiêm ngặt bởi đội ngũ chuyên gia cũng như các đơn vị chức năng liên quan, không để xảy ra sự cố môi trường đáng tiếc. Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, dịch đau mắt đỏ tại Thanh Hóa đã xuất hiện từ đầu tháng 8 và hiện đã sang tháng 10 nhưng vẫn tiếp tục bùng phát mạnh. Điều đang nói là năm nay, số ca đau mắt đỏ thể nặng có tỷ lệ cao hơn so với mọi năm. Thời gian qua, bệnh đau mắt đỏ diễn biến phức tạp và có dấu hiệu lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mỗi ngày, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa khám và phát hiện khoảng 40 người bị đau mắt đỏ. Trong tháng 9, số bệnh nhân đến khám và điều trị đau mắt đỏ lên tới hơn 1.000 ca. Với những triệu chứng điển hình như mắt sưng đỏ, cộm, đau nhức chảy nước mắt, da nhiều rỉ, thông thường bệnh sẽ khỏi sau từ 5 đến 7 ngày điều trị. Tuy nhiên năm nay, nhiều trường hợp bị nặng hơn ở thể viêm kết mạc phải điều trị từ 10 đến 20 ngày. Trong đó có những bệnh nhân tự mua thuốc điều trị gây biến chứng loét giác mạc, tăng nhãn áp, thậm chí có trường hợp biến chứng không điều trị kịp thời gây sẹo giác mạc, ảnh hưởng tới thị lực. Bệnh nhân đến thì với các triệu chứng tương đối là nặng, mi sưng nề nhiều, kết mạc, cương tụ nhiều và có những trường hợp thì có cả giả mạc bám và rất nhiều trường hợp đã có biến chứng vào viêm giác mạc. Đối với những trường hợp nặng thì sẽ có chỉ định nhập viện để điều trị. Khi đấy sẽ được có những phác đồ chăm sóc tốt nhất để có thể đạt tránh những cái biến chứng, tránh những cái giảm cái thị lực sau này cho người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo khi có các triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ cần đi khám và sử dụng thuốc kê đơn theo chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa, không tự ý mua thuốc hoặc dùng thuốc của người này điều trị cho người khác. Khi thấy bệnh có dấu hiệu trở nặng như đỏ cộm nhiều, đau nhức tăng, nhìn mờ thì cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý biến chứng kịp thời. Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần Chromit Nam Việt ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do có những vi phạm về xả thải ra môi trường. Tháng 7 năm 2013, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra đột xuất đối với công ty cổ phần Chromit Nam Việt. Qua kiểm tra, kết luận công ty cổ phần Chromit Nam Việt đã thực hiện hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần. Bên cạnh đó, đơn vị còn vi phạm trong xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống, các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý môi trường. Ngày 8 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường 4,5 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt. Yêu cầu công ty cổ phần Chromit Nam Việt phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường. Công ty đã nộp phạt toàn bộ số tiền trong quyết định xử phạt. Thì đối với một số hạng mục mà nằm trong cái quyết định xử phạt và yêu cầu phải đình chỉ sản xuất thì công ty hiện tại đã dừng và cho nâng cấp về thiết bị để đảm bảo tốt hơn về môi trường. Chủ trương của chính phủ là kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững. Do vậy, để có thể sản xuất lâu dài, công ty cổ phần Chromit Nam Việt cần sớm khắc phục những sai phạm sau thanh tra. Khi trở lại hoạt động, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.